Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 7. Chúng ta sang bài số 14, thuật toán tìm kiếm tuần tự. Nội dung bài học chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu kỹ thuật toán tìm kiếm tuần tự là một cái thuật toán như thế nào, đồng thời học cách mô tả cái thuật toán tìm kiếm tuần tự nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học ha. Phần đầu tiên của bài học, thuật toán tìm kiếm tuần tự. Trước khi đi vào tìm hiểu cái thuật toán tìm kiếm tuần tự thì chúng ta sẽ nhắc lại một số các cái khái niệm nha. Khái niệm đầu tiên đó chính là khái niệm về thuật toán. Thuật toán là gì? Thuật toán chính là tuần tự hay là thứ tự các cái bước hướng dẫn để giải một cái bài toán hay là các cái bước hướng dẫn để giải quyết một cái vấn đề. Đó chính là thuật toán nha. Cái khái niệm này chúng ta đã học trong cái tin học lớp 6 ha. Cái khái niệm thứ hai đó chính là khái niệm về bài toán tìm kiếm. Thế thì một cái bài toán tìm kiếm là một bài toán như thế nào? Ví dụ chúng ta vào cái trang web google.com và nhập vào cái từ khóa là tin học 7 kết nối tri thức chẳng hạn. Thì Google nó sẽ tìm kiếm cho chúng ta trong hàng triệu các cái trang web và các cái video trên Internet. Nó tìm ra cho chúng ta các cái trang web hay là video nào mà có liên quan đến cái từ khóa tin học 7 kết nối tri thức, hiển thị ra cho chúng ta xem. Thì đây chính là một cái ví dụ về bài toán tìm kiếm ha. Thế còn cái thuật toán tìm kiếm là gì? Thuật toán tìm kiếm tức là các cái bước hướng dẫn để giải một cái bài toán tìm kiếm, người ta gọi là thuật toán tìm kiếm nha. Và thuật toán tìm kiếm thì nó sẽ có nhiều loại. Bài học này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái loại thứ nhất, đó là thuật toán tìm kiếm tuần tự. Thuật toán tìm kiếm tuần tự là gì? Chúng ta có một cái ví dụ về một cái bài toán tìm kiếm tuần tự, đó chính là cái bài toán tìm kiếm khách hàng. Chúng ta sẽ tìm cái địa chỉ của khách hàng có tên là Thanh Trúc trong danh sách sau đây. Đây là danh sách khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái địa chỉ của một cái khách hàng có tên là Thanh Trúc trong cái danh sách này nha. Các cái bước để giải bài toán này như sau ha. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ xét cái khách hàng đầu tiên trong danh sách, đó là khách hàng Nguyễn An nha. Với khách hàng này chúng ta sẽ kiểm tra hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đây có đúng là khách hàng cần tìm không? Đây không phải là khách hàng cần tìm, do đó điều kiện này là sai. Chúng ta kiểm tra cái điều kiện thứ hai, có đúng là đã hết danh sách không? Chúng ta thấy danh sách là còn nhiều đấy ha. Như vậy cái điều kiện này cũng không đúng hay là sai. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái bước kiểm tra hai cái điều kiện này cho cái khách hàng thứ hai là khách hàng Trần Bình nha. Với khách hàng Trần Bình thì điều kiện thứ nhất, đây cũng không phải là khách hàng cần tìm, do đó điều kiện này là sai. Danh sách cũng chưa hết, do đó cái điều kiện thứ hai cũng sai. Tiếp tục chúng ta lặp lại cái bước kiểm tra hai cái điều kiện này lần thứ ba cho cái khách hàng tiếp theo là khách hàng Hoàng Mai. Với khách hàng Hoàng Mai thì cái điều kiện thứ nhất cũng sai và điều kiện thứ hai cũng sai. Tiếp tục chúng ta lặp lại cái bước kiểm tra hai cái điều kiện này lần thứ tư cho cái khách hàng tiếp theo là khách hàng Thanh Trúc. Với khách hàng Thanh Trúc thì cái điều kiện thứ nhất có đúng khách hàng cần tìm không? Đây chính là cái khách hàng mà chúng ta cần tìm, do đó cái điều kiện này là đúng. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái khách hàng mà chúng ta cần tìm, do đó chúng ta sẽ có được cái địa chỉ của khách hàng này. Đây, địa chỉ của khách hàng ha. Đây chính là đáp án của cái bài toán. Khi có được đáp án của bài toán rồi thì chúng ta sẽ dừng cái bài toán ha. Trong cái bài toán tìm kiếm khách hàng này thì cái cách mà chúng ta giải cái bài toán là như sau. Chúng ta sẽ tìm kiếm lần lượt từng khách hàng từ đầu cho đến cuối danh sách. Chừng nào mà chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì vẫn còn tìm tiếp. Đây là cái cách mà chúng ta giải cái bài toán tìm kiếm này. Thì các cái bước giải cái bài toán tìm kiếm như thế này người ta gọi là thuật toán tìm kiếm tuần tự nha. Như vậy, cái chính của thuật toán tìm kiếm tuần tự nó nằm ở hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó chính là tìm kiếm lần lượt từng khách hàng từ đầu đến cuối danh sách. Tức là chúng ta sẽ tìm kiếm bắt đầu từ khách hàng đầu tiên cho đến khách hàng thứ hai, thứ ba và cứ như vậy cho đến cái khách hàng cuối cùng trong danh sách theo thứ tự như vậy nha. Cái nội dung thứ hai, tức là trong cái thuật toán này sẽ có một cái vòng lặp. Và trong cái vòng lặp này chúng ta sẽ xét hai cái điều kiện, tức là điều kiện tìm thấy và điều kiện tìm hết. Đây là hai cái điều kiện để giúp cho chúng ta dừng cái thuật toán.
Tức là chúng ta khi mà chúng ta tìm thấy được cái khách hàng mà chúng ta cần tìm thì chúng ta sẽ dừng thuật toán, hoặc là khi chúng ta đã tìm hết danh sách thì chúng ta cũng sẽ dừng cái thuật toán. Thì đó là hai cái nội dung chính của cái thuật toán tìm kiếm tuần tự nha. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái thành phần của thuật toán tìm kiếm tuần tự nha. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thì nó cũng giống như các cái thuật toán khác, nó sẽ gồm có các cái thành phần sau đây. Thứ nhất là đầu vào. Thì để giải được cái bài toán này, chúng ta cần phải có danh sách khách hàng và tên của khách hàng cần tìm. Như vậy, danh sách khách hàng và tên của khách hàng cần tìm đó chính là đầu vào của thuật toán. Thành phần thứ hai là đầu ra của thuật toán. Yêu cầu của bài toán này là tìm cái địa chỉ của cái khách hàng cần tìm. Như vậy, địa chỉ của khách hàng đó chính là đầu ra của cái thuật toán. Thành phần thứ ba đó chính là các cái bước xử lý của thuật toán. Trong bài toán này, các cái bước tìm địa chỉ khách hàng, các bước này, đây chính là các cái bước xử lý của thuật toán. Trong các bước xử lý thì chúng ta sẽ có cái bước là kiểm tra điều kiện. Thì đây, hai cái điều kiện này đấy ha. Khi kiểm tra điều kiện thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu điều kiện đúng, chúng ta sẽ dừng cái thuật toán. Còn nếu điều kiện sai, chúng ta sẽ quay lại các cái bước xử lý. Trong các cái bước xử lý thì chúng ta lại kiểm tra lại các cái điều kiện. Nếu điều kiện vẫn sai, chúng ta lại phải quay lại các cái bước xử lý. Cứ như vậy nó tạo thành một cái vòng lặp ha. Chỉ khi nào mà cái điều kiện này đúng thì chúng ta mới có thể dừng cái thuật toán. Thì trong cái bài toán này, đây chính là các cái lần lặp ha. Đây. Chúng ta có tổng cộng 4 cái lần lặp trong cái bài toán này, và đến cái lần lặp thứ tư thì cái điều kiện này nó đúng. Do đó chúng ta dừng cái thuật toán ha. Đây là các cái thành phần của thuật toán tìm kiếm tuần tự, và chúng ta lưu ý là trong cái thuật toán tìm kiếm tuần tự thì nó sẽ có cái vòng lặp như thế này ha. Tiếp tục bài học, chúng ta sẽ học cách mô tả cái thuật toán tìm kiếm tuần tự ha. Trước hết là chúng ta sẽ mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối nha. Đây là cái sơ đồ khối của cái thuật toán tìm kiếm tuần tự cho cái bài toán tìm kiếm khách hàng ở trên. Bắt đầu thuật toán, chúng ta sẽ cần có cái đầu vào là danh sách khách hàng và tên khách hàng cần tìm. Tiếp tục chúng ta đi vào cái bước xử lý thứ nhất là xem tên khách hàng đầu tiên. Trong bước xử lý này thì chúng ta sẽ xét cái điều kiện thứ nhất là có đúng tên khách hàng cần tìm không. Nếu điều kiện này là đúng, tức là đây là cái khách hàng chúng ta cần tìm, thì chúng ta sẽ ghi ra cái địa chỉ của khách hàng. Thì khi chúng ta có cái địa chỉ khách hàng, tức là chúng ta đã có đầu ra rồi, thì chúng ta có thể kết thúc thuật toán. Còn nếu như cái điều kiện này là sai, tức là cái khách hàng này không phải là khách hàng cần tìm, chúng ta sẽ xét tiếp cái điều kiện thứ hai, đó chính là đã hết danh sách chưa. Nếu như điều kiện này là đúng, tức là đã hết danh sách rồi, thì chúng ta đưa ra cái thông báo là không tìm thấy khách hàng. Đây cũng là cái đầu ra của thuật toán. Thì có đầu ra của thuật toán rồi thì chúng ta cũng kết thúc thuật toán. Còn nếu như cái điều kiện này là sai, tức là chưa hết danh sách, thì chúng ta sẽ xem tiếp cái khách hàng tiếp theo. Với cái trường hợp khách hàng tiếp theo, chúng ta lại quay lại hai cái điều kiện ở trên, là hai cái điều kiện này, và chúng ta kiểm tra hai cái điều kiện này cho cái khách hàng tiếp theo. Cứ như vậy chúng ta lặp lại cho đến khi mà chúng ta tìm thấy được khách hàng, hoặc là cho đến khi hết danh sách. Thì đây chính là cái sơ đồ khối của cái thuật toán tìm kiếm tuần tự cho cái bài toán tìm kiếm khách hàng ở phía trên ha. Trong cái sơ đồ khối này thì cái bước bắt đầu và kết thúc của thuật toán chúng ta đặt trong cái khối hình elip. Đầu vào và đầu ra thì chúng ta đặt trong khối hình bình hành. Các bước xử lý chúng ta đặt trong khối hình chữ nhật, và bước kiểm tra điều kiện chúng ta đặt trong khối hình thoi. Đây là cái quy ước của cái sơ đồ khối chúng ta lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta sẽ mô tả cái thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên nha. Ngôn ngữ tự nhiên tức là ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày. Cái sơ đồ khối này là chúng ta mô tả thuật toán cho cái bài toán tìm kiếm khách hàng ở trên. Còn bây giờ chúng ta mô tả lại cái thuật toán tìm kiếm tuần tự một cách tổng quát nhất để dùng cho tất cả các cái bài toán tìm kiếm nha. Bước 1, xét phần tử đầu tiên của danh sách trong bài toán tìm kiếm khách hàng thì bước 1 là bước này. Bước 2 là chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất tức là điều kiện tìm thấy. Thì với điều kiện tìm thấy chúng ta sẽ có hai trường hợp.
Một là điều kiện đúng, tức là chúng ta tìm thấy được cái phần tử cần tìm. Ở đây người ta nói là nếu giá trị của phần tử đang xét bằng giá trị cần tìm thì chuyển sang bước 4 trong bài toán này. Bước 2 là đây và bước 4 là đây. Còn nếu như không, tức là điều kiện sai, tức là không tìm thấy được cái phần tử cần tìm, thì thực hiện bước tiếp theo là bước 3 trong cái bài toán này. Bước 3 là bước này ha. Tiếp tục bước 3. Bước 3 là bước chúng ta kiểm tra cái điều kiện thứ hai, tức là điều kiện tìm hết, tức là ở đây người ta nói kiểm tra đã hết danh sách chưa. Thì cũng xảy ra hai trường hợp, nếu như điều kiện đúng, tức là đã kiểm tra hết danh sách rồi, thì sẽ chuyển sang bước 5. Đây, bước 3 chuyển sang bước 5 là bước này. Còn nếu như chưa, tức là điều kiện sai, thì sẽ lặp lại từ bước 2. Chúng ta sẽ quay lại cái bước 2 đây, quay lại bước 2 đây ha. Đây. Bước 4. Bước 4 là khi chúng ta tìm thấy được cái phần tử mà chúng ta cần tìm, thì chúng ta sẽ trả lời là tìm thấy, chỉ ra cái vị trí phần tử tìm được và kết thúc thuật toán. Bước 4 đây ha. Bước 5. Bước 5 là bước mà chúng ta đã duyệt hết cái danh sách rồi mà vẫn không tìm thấy được cái phần tử cần tìm, thì chúng ta sẽ trả lời là không tìm thấy và kết thúc thuật toán. Bước 5 đây ha. Thì đây là cái thuật toán tìm kiếm tuần tự, chúng ta mô tả bằng cái ngôn ngữ tự nhiên cho nó dễ hiểu, và chúng ta đã mô tả một cách tổng quát nhất, do đó chúng ta có thể áp dụng cái thuật toán này để mà giải các cái bài toán tìm kiếm ha. Chúng ta thử giải một cái bài toán tìm kiếm đơn giản bằng cái thuật toán tìm kiếm tuần tự này nha. Đây là cái bài toán tìm một số trong dãy số. Tìm số 4 trong dãy số sau đây. Chúng ta sẽ tìm số 4 trong cái dãy số này ha. Bước 1, xét phần tử đầu tiên trong danh sách. Chúng ta sẽ xét cái phần tử đầu tiên là phần tử này. Bước 2, chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện tìm thấy nha. Như vậy đây không phải là phần tử cần tìm. Do đó chúng ta thực hiện bước 3 là kiểm tra cái điều kiện tìm hết, tức là kiểm tra danh sách. Chúng ta thấy danh sách vẫn còn đây. Chúng ta quay lại bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện tìm tìm thấy cho cái phần tử thứ hai. Đây, điều kiện này cũng sai. Do đó đây cũng không phải là cái phần tử cần tìm. Chúng ta tiếp tục bước 3 là kiểm tra đã hết danh sách chưa? Vẫn chưa hết danh sách. Chúng ta tiếp tục bước 2 cho cái phần tử thứ ba. Đây, như vậy phần tử này cũng không phải là cái phần tử cần tìm. Danh sách vẫn còn. Do đó chúng ta tiếp tục cho cái phần tử thứ tư cũng không phải là phần tử cần tìm. Danh sách vẫn còn. Chúng ta tiếp tục cho cái phần tử thứ năm. Phần tử thứ năm đây chính là cái giá trị cần tìm. Chúng ta thấy là giá trị của phần tử đang xét bằng giá trị cần tìm đây ha, 4 bằng 4. Do đó đây là cái phần tử cần tìm. Như vậy là chúng ta sẽ sang bước 4. Ở bước 4 là chúng ta sẽ trả lời là tìm thấy, và chúng ta chỉ ra cái vị trí của cái phần tử tìm được là vị trí này. Đây là vị trí thứ năm trong dãy số. Chúng ta làm thêm một cái dãy số nữa nha. Dãy số này ha. Chúng ta cũng bắt đầu từ phần tử đầu tiên. Đây không phải ha. Phần tử tiếp theo cũng không phải. Như vậy là với cái dãy số thứ hai, chúng ta không tìm thấy được cái phần tử chúng ta cần tìm. Do đó chúng ta sẽ trả lời là không tìm thấy và kết thúc thuật toán. Đây là hai cái ví dụ chúng ta sử dụng cho hai cái trường hợp là tìm thấy và không tìm thấy ha. Đây chỉ là một cái bài toán tìm kiếm đơn giản chúng ta sử dụng để minh họa cho bài học thôi nha. Còn thực tế thì các cái bài toán tìm kiếm nó phức tạp hơn rất là nhiều, bởi vì cái danh sách phần tử thường thì nó sẽ rất lớn. Ví dụ chúng ta cần tìm cái trang web về tin học 7 kết nối tri thức trên Internet, thì trên Internet nó sẽ có hàng triệu các cái trang web, hàng triệu các cái video. Thế thì làm sao để mà chúng ta có thể tìm được? Máy tính nó sẽ hỗ trợ chúng ta ha. Chúng ta chỉ cần đưa ra cái thuật toán và máy tính nó sẽ theo các cái bước của thuật toán và nó thực hiện cái công việc tìm kiếm cho chúng ta. Chúng ta biết là tốc độ xử lý của máy tính là nó rất là lớn. Do đó nó có thể duyệt hàng triệu các cái phần tử trong danh sách, thực hiện hàng triệu các cái phép so sánh trong thời gian rất là nhanh, và nó sẽ cho ra kết quả ngay tức thì ha. Cái ví dụ trong đầu bài, chúng ta thấy Google nó trả về kết quả rất là nhanh, nó hiển thị ngay lập tức sau khi chúng ta gõ vào cái từ khóa ha.
Như vậy chúng ta thấy là công việc chúng ta đơn giản chỉ là đưa ra thuật toán. Đó là lý do chúng ta phải học về cái thuật toán ha. Và thuật toán tìm kiếm là một trong những cái thuật toán được sử dụng khá là phổ biến trong cái tin học nha. Phần bài tập chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì? A. Lưu trữ dữ liệu. B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần. C. Xử lý dữ liệu. D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho. Đây là thuật toán tìm kiếm, do đó công việc của nó là tìm kiếm nha. Do đó câu trả lời của chúng ta là câu D ha. Câu 2, thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào? A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái. B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách. C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm. D. Bắt đầu tìm từ vị trí bất kỳ của danh sách. Thì thuật toán tìm kiếm tuần tự nó sẽ xét các cái phần tử trong danh sách. Trong câu này người ta dùng là mục dữ liệu nha. Thì nó sẽ xem xét các cái mục dữ liệu từ cái mục dữ liệu đầu tiên, sau đó mục dữ liệu tiếp theo, cứ như vậy cho đến cái mục dữ liệu cuối cùng trong danh sách. Nó sẽ dừng lại khi mà nó tìm thấy hoặc là nó duyệt hết danh sách nhưng không tìm thấy thì nó sẽ dừng lại. Do đó ở câu trả lời của chúng ta là câu B nha. Tiếp tục bài học chúng ta sang phần luyện tập nha. Yêu cầu của phần luyện tập. Cho danh sách tên các nước sau đây. Chúng ta có danh sách các cái nước trên thế giới đây ha. Em hãy kẻ bảng 14.3 vào vở và điền các cái bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Iceland trong danh sách trên. Dòng 1 là ví dụ minh họa. Đây chúng ta có cái bảng 14.3 đây ha. Đây là các cái bước tìm kiếm tuần tự. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào trong cái bảng này các cái bước của cái thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm ra cái tên nước Iceland trong cái danh sách các cái nước đây ha. Với lần lập thứ nhất là chúng ta sẽ xét cái phần tử đầu tiên trong danh sách đây, Bolivia ha. Điều kiện thứ nhất là sai, điều kiện thứ hai cũng sai. Với lần lập thứ hai, chúng ta lặp lại các cái điều kiện này cho cái phần tử thứ hai là Albania nha. Điều kiện thứ nhất cũng sai, điều kiện thứ hai cũng sai. Tiếp tục chúng ta lặp lại lần thứ ba cho cái phần tử thứ ba là Scotland. Điều kiện thứ nhất cũng sai, điều kiện thứ hai sai. Chúng ta lặp lại hai cái điều kiện này cho cái phần tử thứ tư là Canada. Điều kiện thứ nhất cũng sai, điều kiện thứ hai cũng sai. Tiếp tục chúng ta thực hiện cho cái phần tử thứ năm là Việt Nam nha. Điều kiện thứ nhất sai, điều kiện thứ hai cũng sai. Và chúng ta lặp lại lần thứ sáu cho cái phần tử thứ sáu là Iceland. Điều kiện thứ nhất có đúng tên nước cần tìm không? Đây đúng ha. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được cái nước mà chúng ta cần tìm là Iceland. Do đó chúng ta đã có được cái đầu ra là Iceland và chúng ta dừng cái thuật toán ha. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng, em hãy lập danh sách những cuốn sách mà em có, sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm một cuốn sách trong danh sách đó. Đây là cái danh sách những cuốn sách mà em có ha, gồm có toán, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, hóa học vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái cuốn sách lịch sử trong danh sách những cuốn sách này nha. Đây là các cái bước tìm kiếm tuần tự ha, và chúng ta sẽ thực hiện tổng cộng là 4 lần lặp. Đến lần lặp thứ tư thì chúng ta sẽ tìm được cái cuốn sách lịch sử. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần vận dụng. Chúng ta cũng hoàn thành tất cả các cái nội dung của bài học số 14, bài học về thuật toán tìm kiếm tuần tự. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Đừng quên like, share hoặc subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.